Thôn Trình Tiến có 162 hộ dân. Mặc dù sản xuất thuần nông nhưng vẫn là một trong những thôn có kinh tế phát triển nhất của xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng. Nguyên nhân quan trọng nhất để có được thành công đó là do Trình Tiến chọn đúng hướng sản xuất, nhanh nhạy áp dụng khoa học kỹ thuật và đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau. Đây là trang trại chăn nuôi gà của gia đình ông Nguyễn Văn Tiên. Quy mô mỗi lứa trên 1 vạn con, phòng bệnh tốt, đầu vào giống và thức ăn đảm bảo. Vì thế, gia đình ông đều đặn thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông Tiên còn có cách nuôi gà khá đặc biệt, cho gà nghe nhạc. Gà nghe nhạc thì nói chung là nó rất có cái lợi, chỗ là con gà nó rất chăm chỉ ăn. Nó không như chỗ khác, nên nếu bình thường con gà nó sẽ mải đi chơi thì nó cũng không tập trung vào cho việc ăn uống. Thế nhưng mà mình mở nhạc lên thì mình làm ở đấy thì nó sẽ tập trung vào nó ăn uống đều hơn và nó no hơn như những lúc mà không có nhạc. Trang trại quy mô như của ông Nguyễn Văn Tiên ở Trình Tiến có tới 70 trang trại, gia trại tất cả. Học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, bà con còn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển thông qua việc xây dựng các quỹ tiết kiệm. Toàn bộ số quỹ được dành cho các hộ khó khăn hơn hoặc có nhu cầu cấp thiết về vốn vay để phát triển kinh tế không tính lãi. Thôn cũng có những nguồn quỹ đấy thì nói chung là chỉ do anh em lưu động vay thôi. Gia đình tôi thì cũng thấy rất nhiều thoải mái về cái nguồn vốn đấy để cho tất cả là ở trong tôi ai mà khó khăn đến thì là cứ giúp đỡ nhau thôi. Liên tục lúc nào tuyên truyền vận động nhân dân là phòng dịch bệnh và bám sát thị trường về giữa nguồn cám, tức là nguồn cung nguồn cầu, thì giữa nguồn cám và nguồn giống. Và như khi có thành phẩm là phải có như thế, là có kế hoạch, là coi hộ nào bán trước, hộ nào bán sau đều phải có kế hoạch chứ không bán ồ ạt. Không có hộ nào hay là hộ gặp khó khăn về việc tiêu thụ. Thu nhập bình quân của thôn đã đạt 48 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ người dân có cuộc sống khá và giàu ngày càng tăng. Cả thôn chỉ còn 5 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2022-2025. Trình Tiến, làng chăn nuôi ở Gia Phú, đang quyết tâm phấn đấu thành thôn kiểu mẫu vào cuối năm nay.